xin chào mọi người. Hiện tại Phương Oanh đang ở trong không gian của một nhà hàng Nhật Bản. Nhưng mà hôm nay anh ở đây không phải là để thực hiện cho một cảnh quay phim nào hết, mà chỉ đơn giản là Oanh dành không gian này để tận hưởng và tĩnh tâm. Nhưng mọi người cũng biết thì Phương Oanh gần đây đã quyết định là sẽ tạm dừng đóng phim sau bộ phim Lựa Chọn Số Phận. Lý do thì không phải là một lý do nào quá to tát cả đâu, mà chỉ đơn giản là Phương Oanh thấy trong suốt những năm gần đây Phương Oanh đã dành quá nhiều tâm sức cho phim ảnh, cho nên là cần một khoảng thời gian để lắng lại, để dành cho bản thân mình không gian riêng, để nghỉ ngơi, để chăm sóc sức khỏe, để dưỡng nhan và đặc biệt là để sống chậm lại. Tuy nhiên, sống chậm không có nghĩa là mình lười biếng và ì ạch, bởi vì là Phương Oanh vẫn có những kế hoạch riêng, đặc biệt là tập trung cho lĩnh vực kinh doanh của mình. Chính vì thế mà Phương Oanh rất là chú trọng đến vấn đề sức khỏe cũng như là cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống của bản thân. Và trong những lần gần đây Phương Oanh có tâm sự với bác sĩ riêng của Phương Oanh thì bác sĩ có nói và khuyên Oanh là trong khoảng thời gian này Phương Oanh nên sống lối sống cũng như là ăn uống theo chế độ của người Nhật Bản. Bởi vì là với cái lối sống cũng như là cái cách ăn uống sinh hoạt của người Nhật ấy, nó giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt này, có cái giá trị dinh dưỡng khi mà mình ăn uống nó rất là cao, giữ dáng, giữ da, mà đặc biệt là giảm được stress. Chính vì thế mà hôm nay Phương Oanh có hẹn với một người Anh rất là thân thiết. Anh thì là người Việt thôi nhưng mà anh lại rất là am hiểu về lối sống, văn hóa cũng như là ẩm thực của người Nhật Bản. Và hôm nay hai anh em có hẹn nhau đến đây để ăn uống đồ ăn ở đây và cũng chia sẻ với nhau thêm về lối sống cũng như là ẩm thực của người Nhật Bản. Hello em. Hey, hello anh. Anh vào đây. Em tới lâu chưa? Em tới được một lúc rồi, cũng hơi đói đấy. Đói à? Anh đói lắm rồi đây. Thì bây giờ chúng mình ăn luôn nhá. Anh gọi đồ chưa? Anh gọi đồ rồi. Ok. Hôm nay nhá. Anh đã bí mật bảo nhà bếp trước chuẩn bị cho em một món quà cực kỳ đặc biệt. Đây, anh mang theo quà xin em luôn đây, để ăn ở đây xong em có thể về nhà ăn tiếp được. Bí món này món gì không? Tưởng gì cái này em là gì, rong nho sabudo gì? Trời ơi, cái này trong thời gian vừa rồi nhá, em là ăn thay rau, thậm chí là ăn thay cơm luôn ấy. Thế à? Món tủ của em trong thời gian gần đây đấy. Thế nhưng mà thôi không sao, anh tặng em càng nhiều càng ít, em cảm ơn anh. Ok, không gì cả. Bây giờ nào? Bây giờ là chờ đồ ăn hả anh? Bây giờ thì các bạn sẽ mang ra ngay bây giờ thôi. Chúng mình cùng thức nhá. Chuẩn luôn. Chuẩn món của em không? Chuẩn là rong nho luôn. Món này á, là món yêu thích của em trong thời gian gần đây đấy. Em biết món này là món cổ Nhật nhưng cũng không nghĩ là nó lại là món truyền thống đâu ấy. Không chỉ truyền thống đâu. Em nhá, bên Nhật ấy thì cái món này được ví là thần dược. Giúp cho người già chống lại cái tuổi của họ mà nó chống lại cái bệnh tật nữa. Đúng rồi, bởi vì là nhá, trong rong nho này em nghiên cứu, em tìm hiểu ấy, thì trong rong nho có rất là nhiều những cái giá trị dinh dưỡng cao, có protein này, canxi này, đầy đủ vitamin C, vitamin A và đặc biệt là có hợp chất fucoidan. Đấy, nó hơi khó đọc một chút thôi nhưng mà hợp chất này là hợp chất rất quý. Nhớ thì là quá tốt rồi đấy. Tại vì nó em phải nhớ mãi bởi vì là cái hợp chất này nó rất quý anh hiểu không? Bởi vì là nó giúp mình tăng sức đề kháng. Thế cho nên là cái món này nó rất tốt cho người lớn tuổi. Chính vì thế mà em đã mua cho cả gia đình, cả bố mẹ em dùng nữa. Còn ngoài ra với những đối tượng như là trẻ em này, mẹ bầu này thì cũng cực kỳ tốt. Bởi vì nó làm mát này, rồi ăn nó rất là sạch, nó rất là healthy. Còn với chị em phụ nữ thì khỏi phải nói rồi, vừa là đẹp da này, giữ dáng, ăn cái này là thay cơm, thay tinh bột luôn. Cho nên là cái món này nhá, em thấy là đúng không hoa khi dành cho nó hai cái từ thần dược đâu. Anh không ngờ đấy. Em lại hiểu biết nhiều về cái dòng này như vậy. Đúng thì nghiện mà. Anh cứ tưởng hôm nay mà em cũng ngờ rất là lớn nhưng không ngờ ấy. Thì là em dùng nhiều như vậy. Thật sự vì nó là món yêu thích của em cho nên là em tìm hiểu rất kỹ. Và lý do tại sao em yêu thích là cũng có nguyên do cả. Lúc đầu thì cũng không biết đâu. Nhưng mà đi đến quay ấy thì thấy các anh chị em nghệ sĩ là review rất nhiều, xong rồi cứ mang đến đoàn ăn hàng ngày. Thế là em phải thử luôn và thử xong thành nghiện thật. Đó, xong rồi ăn uống ăn cái món này nhá thì rất là vui. Nó vừa ngon này, dễ ăn này, mà khi nhai vào trong miệng nó giòn tan, nó tan trong miệng, xong rồi những cái hạt này này anh này nó cứ nổ tanh tách trong miệng mình luôn đấy, trong khoang miệng của mình luôn. Đúng rồi, rất là vui tai. Mình ăn thử đi anh đi. Em ăn thử đi.
Em bảo này, cái dòng biển này ấy, ngày trước ở Nhật ấy, chất lượng rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên hiện tại bây giờ do cái chất lượng, do cái sự khai thác quá nhiều, cho nên cái dòng nho này ấy, đang giảm rất mạnh. Tuy nhiên, qua tìm hiểu nhá, tại Việt Nam mình ấy, thì có những cái nơi ấy, họ đã tự trồng được dòng nho này, đạt chuẩn HACCP luôn. Điều đặc biệt nữa nhá, là không những thế, đặt yêu cầu về chất lượng và sản lượng mà cái giá của nó cũng rẻ hơn rất nhiều so với Nhật. Vì là sản xuất trong nước đúng không? Rẻ hơn rất nhiều. Và thứ hai nữa là mình á còn xuất khẩu ngược lại bên Nhật luôn. Tức là mình sản xuất được nhiều. Đúng rồi. Và bên lược bên Nhật họ đang thiếu đúng không? Mà điều đặc biệt nữa ấy, em biết không? Cái chất lượng của cái dòng nho này, cái dòng của mình so với của Nhật á, của mình dài hơn này. Và cái hạt nho này á, dòng nho này nó lớn hơn. Ăn rất là giòn luôn. Hạt to đều đúng không? Đấy, dài hơn này, hạt to hơn này. Đó, mà chất lượng dinh dưỡng thì không hề thay đổi. Mà giá lại còn rẻ hơn bên Nhật nữa. Đúng rồi. Hay không? Em thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời, okay, quá tiện đi. Luôn á. Em chấm cùng nước mè này. Đó. Tại vì là mình sản xuất trong nước thì mình cái độ tươi của nó không giữ được trọn hơn, vì là mình không mất cái thời gian di chuyển vận chuyển chuẩn đúng không? Luôn. Ngon không? Xuất sắc. Em dùng hơi yên tâm rồi đấy. Một cái điểm mà em yên tâm nhất ấy là tức là cứ những cái sản phẩm nào mà sản xuất trong nước ấy, là mình rõ được nguồn gốc xuất xứ, anh không nhận không? Mình rất là yên tâm, xong rồi được cấp phép Bộ Y tế, xong mọi cái đảm bảo chất lượng dinh dưỡng rồi rõ được nguồn gốc, mình cũng an tâm để mình sử dụng các cái sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm mình ăn uống như thế này này. Em hay ăn cái món rau nho như thế nào? Ô, chế biến đơn giản lắm luôn, nó chỉ mất của em khoảng 6 phút, 7 phút chế biến thôi. Đầu tiên nhá là sẽ ngâm với khoảng nửa lít nước, 3 phút. Đó, để cho nó sạch. Sau đó thì ngâm xối lại với nước khoảng 3-4 lần. Cuối cùng thì là sẽ ngâm với nửa lít nước đá nữa, khoảng 3 phút nữa để cho nó hết cái vị tanh và cho rong nho giòn này, tươi, ngọt hơn nữa. Và cuối cùng là em chấm với cả cái nước mè này thôi. Và cứ thế là ăn, mất chỉ khoảng 7 phút để chế biến mà em chỉ mất khoảng 3 phút để ăn. Ok, thế thì em muốn biết rằng là bên Nhật á, họ thưởng thức cái món rong nho là như nào không? Em cũng chưa biết là họ dùng như nào đâu. Anh bảo cho em nhá, anh sẽ bày cho em cách ăn rong nho này đúng cửa chuẩn của người Nhật luôn. Nhá. Thông thường ấy, để cho phong phú trong cái món ăn của mình á, thì người Nhật ấy họ thường thường kết hợp cái rong nho này với các món ăn khác. Ví dụ như ở đây này, em có thể thưởng thức cái rong nho này với cái món sashimi hay là sushi. Ăn kèm luôn á? Ăn kèm luôn. Em biết tại sao không? Để cho giảm cái độ ngấy cũng như là góp phần tăng thêm sự tươi ngon cho các món ăn hải sản tươi sống như này. Em thử đi. Ăn cùng mà làm cho mình thấy em món ăn tươi ngon hơn đúng hả? Đúng rồi, em ăn thử đi. Anh biết là anh vẫn mang cho em điều bất ngờ được mà. Chắc chắn là với anh phải có cái gì đó thú vị hơn. Vì là em biết là anh rất là am hiểu về lối sống cũng như là cái cách ẩm thực, ăn uống, văn hóa. Đúng không? Nên là gặp anh như này là ra được bao nhiêu thứ. Sao? Có khác gì so với em ăn cái món sashimi bình thường không? Ôi, nó thơm hơn nhá. Cảm giác nó tươi, xong rồi ăn lẫn với cả cái miếng rong nho nó thanh thanh mát mát. Nó không làm cho mình cảm giác là bị ngán ngán. Nó còn em cảm giác nó còn giảm đi rất nhiều cái vị tanh của sashimi luôn. Thôi, ăn thử với cả sushi được không? Được thử luôn em. Thử hết nhá. Chuẩn luôn đấy. Không biết là ở Nhật họ có ăn bằng ăn kiểu đấy không anh? Có chứ em. Phổ biến mà, sushi và sashimi là cái cách ăn phổ biến của người Nhật. Bởi vì bình thường là ăn sushi là rất là ngán. Thấy sao? Thấy đỡ ngán hơn không? Một điểm đầu tiên ấy là làm cho miếng sushi của mình không bị khô. Người rong nho ăn nó tươi mát hơn. Nó làm miếng sushi mềm hơn. Cảm giác khác hẳn luôn đấy, khá khác hẳn khi mình ăn không á. Thích quá. Ngon thật. Ăn tiếp đi. Rong nho này. Thế thì qua đây thì đấy mới thấy là có thể ăn được với tất cả các món luôn đấy. Ăn kết hợp được ấy. Dễ đúng không? Mình ăn riêng cũng được mà kết hợp càng ngon. Nó hỗ trợ cho món ăn khác nữa. Đây, có món này nữa này. Em biết món gì không? Thì đậu không mà. Không chỉ cái rong nho này phù hợp với món gọi là cao cấp một chút như sashimi, mà nó còn phù hợp với những món đơn giản như vậy. Đây là món đậu phụ lạnh. Nó ăn kèm rất là phổ biến của bên Nhật đó. Em thử luôn đi. Ăn cùng với cả đậu luôn cũng đúng được rồi. Luôn. Ăn thử kèm luôn. Tức là nó cũng sẽ có cái vị nó sẽ thú vị hơn đúng không? Đấy, thử nào. Cảm nhận nhá. Anh không nói trước đâu. Đó, đây là món ăn kèm rất là phổ biến của bên Nhật.
họ thường ăn ngoài cái món sushi và sashimi ra? Nó trôi tuột luôn ấy. À. Rõ ràng là nó tăng thêm cái rất là nhiều cái mùi vị của đậu này. Nó không làm hề không không hề làm mất cái vị của đậu phụ nhá. Nhưng mà nó sang một cái vị rất là lạ luôn ấy. Em thật không biết phải tả như thế nào vì lần đầu tiên ăn nhưng mà chưa biết tả, nhưng mà rất là lạ, mà thật sự là ăn như thế này cảm thấy là cái món đậu nó thú vị, nó hấp dẫn hơn rất là nhiều luôn. Mặc dù món rất đơn giản đúng không? Đúng rồi. Nhưng khi kết hợp với rau nho này ăn vị hoàn toàn khác luôn. Bởi vì bình thường anh biết là đậu thì thường thường nhạt nhẽo, mà bây giờ ăn cùng với rau nho là khéo dễ lại nghiện luôn đây này. Mà đậu lại rất tốt nhá, rất tốt cho sức khỏe của phụ nữ luôn. Chính cái việc mà rau nho này á phù hợp với rất nhiều món ăn và cái công dụng của nó rất là tốt, cho nên đấy là cái lý do tại sao mà cái rau nho này xuất hiện thường xuyên trong các bữa ăn của người Nhật hàng ngày đến như vậy đâu anh. Thật sự là với rau nho ấy không chỉ là một món ăn rất là ngon, có nhiều những cái tiện ích, mà quan trọng nhất nó là một món ăn hàm chứa rất là nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp những chất xơ cần thiết cho cơ thể, chống lão hóa, đẹp da và đặc biệt tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Gặp anh ở đây em được biết thêm rất là nhiều cách ăn và cũng hiểu hơn nhiều về cái lối sống ẩm thực của Nhật Bản. Cảm ơn anh vì đã dành cho em thời gian để ngồi đây nói chuyện, chém gió và chia sẻ với em nhiều thứ về Nhật Bản như vậy. Và đặc biệt là cảm ơn anh đã tặng em một hộp rau nho Saburo, bởi vì với em rau nho này không bao giờ là thiếu cả. Bình thường ấy em hay mua rau nho ở F99. Không biết là anh mua ở đâu, anh cẩn thận không thôi là dễ mua phải hàng giả, hàng anh nhái biết lắm. Nhiều hơn thế nhá, anh còn biết rằng là F99 ấy là một cái đại lý nhà phân phối độc quyền của rau nho Saburo tại Việt Nam đó. Đúng rồi, thế anh cũng mua ở em đấy luôn. Đấy luôn. Thế thì chuẩn đấy. Em đi ở trên đường em nhìn rất nhiều cửa hàng của F99, nhưng mà thường em hay mua, em hay gọi điện, họ ship một phát thôi là mọi người ship đến tận nhà luôn. Anh em có nhiều điểm chung nhỉ. Yeah. Yeah. Mọi người thấy không? Thật sự với rau nho không chỉ là một món ăn ngon, một món ăn thú vị, một món ăn mang lại nhiều tiện ích, mà hơn hết nó là một món ăn mang giá trị dinh dưỡng rất là cao, cung cấp được những chất xơ cần thiết cho cơ thể này, đào thải độc tố này, đẹp da này, chống lão hóa và đặc biệt là tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Thật sự là Phương Anh thấy rất là tiếc nếu như chúng ta chưa có cơ hội để trải nghiệm món ăn này, hoặc là đã từng ăn rồi nhưng lại chưa hiểu hết, chưa hiểu sâu về những cái tiện ích cũng như là những cái giá trị dinh dưỡng của rau nho mang lại cho chúng ta.